À, con bạch sư là con có câu hỏi. Cõi vô sắc ấy, thì theo con được biết là cơ hội mà để chứng đắc và tu học để thành Niết Bàn thì nó rất là khó. Tại sao mà người ta vẫn chọn để tu về cõi thiền vô sắc ạ? Cái vị mà sinh về cái cõi vô sắc đấy, những cái vị nào mà sinh về cõi vô sắc thì không có thân, nhưng mà vị đó vẫn có ý thức. Nếu như những cái vị mà ở sinh về cái cõi vô sắc đấy, trước khi sinh về cõi đấy, vị đó đã từng hành thiền, vị đấy đã từng có cái kinh nghiệm về thiền quán rồi, thiền tuệ rồi, thì sinh về cõi vô sắc vị đấy tự thực hành thiền tuệ luôn. Vì lúc đấy cái ý thức của vị không có thân, nhưng mà cái ý thức nó rất là mạnh. Vì không có thân thì nó chỉ có tâm thôi, mà chỉ có tâm thôi thì cái tâm nó rất là mạnh, vị đó có thể thực hành thiền và chứng đắc đạo quả rất dễ dàng, rất nhanh chóng, nếu như vị đó có kinh nghiệm. Nhưng mà vị đó là một cái người không có kinh nghiệm, không chưa hề biết về những cái pháp thiền gì, thì vị đó có thể vẫn cứ thực hành cái pháp thiền vô sắc đấy, thì chết ở cõi vô sắc vị lại sinh lại cõi vô sắc, cứ sinh ở cái cõi vô sắc đấy cũng có thể là hoài hoài lâu lâu. Và đến một lúc nào đó vị đó mà khởi lên cái tà kiến nghĩ rằng à cõi này vĩnh hằng rồi, chẳng cần phải tu tập nữa, vị đó lười biếng chẳng hạn, thì khi chết thì vị đó lại sinh về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới trở lại, tức là vị đó có thể lại rơi xuống cõi người hoặc là cõi chư thiên, rồi từ đó thì vị đó lại rơi xuống nữa, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Vậy thì về cõi vô sắc, bởi vì là không có thân cho nên là không nghe Phật pháp, không đàm luận được với người khác, nên là sinh về cõi vô sắc thì dù Phật có ra đời các vị ấy cũng không gặp được Phật. Đấy là nó chỉ là một cái bất lợi ở cái cõi vô sắc là như thế. Nhưng mà các vị thích sinh về cõi đấy bởi vì cái tuổi thọ nó rất là lâu. Cõi không vô biên xứ thì có thể thọ đến 20.000 đại kiếp. Cõi thức vô biên xứ có thể có tuổi thọ đến 40.000 đại kiếp trái đất. Cõi vô sở hữu xứ thì có thể thọ đến 60.000 đại kiếp. Cõi phi tưởng xứ thì có thể thọ đến 80.000 đại kiếp. Trái đất tức là cái tuổi thọ lâu như thế thì các vị có thể trú ở trong đấy một kiếp cũng đã là rất rất là dài rồi, vô lượng vô biên rồi, nên là nhiều vị mà muốn sống lâu là sinh về cõi đấy thì sống lâu nhất, còn không còn cõi nào sống lâu hơn. Nên là ai thích sống lâu thì cứ tu cho chứng các cái tầng thiền vô sắc rồi sinh về đấy mà hưởng cái sự sống lâu. Còn cái cõi người này quá ngắn, ngắn khủng khiếp, ngắn bằng một cái tích tắc ở cái cõi đấy thôi, đừng lắm nhiễm mà có người này.